Dạ. Con của mình ơi. Không. Phải á. Ờ, chào người đẹp. Ráng bên đi cho tiền về lâu ngay rồi. Về ổng ngộ mới về chứ. Quay cho tôi, quay cho thằng bố. Ông về quay đoàn năm kỷ niệm thôi. Nãy về quê qua chợ sớm anh em ạ, chợ chờ chùa để chợ sáng khi sớm. Có hàng này chắc là ủng hộ cho bà ôn nhẫn ngừ. Có bạn bánh mượn à? Đây là bánh mượn anh em ấy. Ở Quế gọi là bánh mượn. 5 người. 2 cân đủ ấy. Dưới lại 2 cân. Xeo là tỷ nửa. Đấy là nếu mà ở ngoài Bắc là người ta đấy là của Nghệ An anh em ạ. Là chỉ đặc sản đặc trứng của Sa Kỳ Sơn. Đấy là bánh xeo của chợ sáng Sa Kỳ Sơn, gọi là bánh rán. Chứ nói nôm na dễ hiểu. Được lên sóng ơi. Lên sóng nhưng mà không quay người. Không quay người nhá. Quay người tìm được đi. Quay đặc sản rồi thôi. Mà đặc điểm ở đấy cực kỳ rẻ luôn. Ngoài nó bán 6.000 một cái này, nhưng ở đấy thì chắc rẻ 2.000 cái thôi. Rẻ như chó luôn. Để đó cho em nha, tí làm lấy nhá. Đi mua mấy cái khác ạ. Từ từ tí nữa quay lại. Đừng nhiều mà, không sợ hết. Cân thủ bị á của Huyền Tất Kỳ anh em đấy. Ai có nhu cầu thì liên hệ nhá. Lê Đinh Hiệu. Trời ơi, đi lâu rồi về nhà ai cũng nhớ anh em ạ. Cháu mua bánh khố đấy. Một chục mậy đấy. Một chục bánh khố mậy đấy. Hả? 25.000 à. Đấy là bánh khố anh em nhá. Quế mình gọi bánh khố, con quế các bạn gọi là chí đi, các bạn từ nữa đi. Các bạn gọi bánh đá. Nha. Bánh khố anh em. Đây là bánh đá nhá. Mua bánh đá. Cô Tây. Không? Không, chậu đi chờ đi. Đấy anh em nhá. Không cả ấy. Cả này bạn đang gì ấy? Cả này. Cả này 25.000 lượng, con này cả này 13.000 lượng này. Cả này 20.000 lượng này. Cả này là 50, con này 5 quấn. Bây giờ 5 phục nguyên. 5 phục nguyên không? Dạ. Một cả anh em đặc biệt. Ở đấy gần biển nên là cả biển gọi là thoải mái anh em ạ. Qua nắm mạnh đồ phù đấy. Dạ. Đây cháu nắm mạnh những đồ phù nhá. Loài này về dễ rãn không? Loài này về dễ rãn không? Dạ. Dạ, được. Ở đây là chục cái. Bạn cho em nữa mà, ít mông mà. Chỉ có Nghệ An mới có múc chùa thôi. Đấy múc chùa nha anh em ạ. Múc chùa rồi. Trời ơi. Quá nhiều luôn. Đi ra khỏi chợ.
Bây giờ đi ra khỏi chợ xã ngay em ạ. Nặng. Nơ, ông cầm được nơ. Bây giờ đi ra khỏi chợ. Nặng quá đấy.